cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay bên cửa hàng mình con xin giới thiệu với các cô chú một số chậu lan tổng hợp của chú. Có rất là nhiều loại luôn, giả hạt và chậm đủ loại của chú. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Và hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2019, số điện thoại của mình con là 0908 846 804 và địa chỉ cửa hàng phường 4 Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của từng loại nha cô chú. Đây là mã số 1 nha cô chú. Đây là chậu Talinu của chú, hàng giao hàng. Và chậu này có giá tiền là 350.000 nha cô chú. Talinu đã đứng gọn rồi, cây rất là khỏe luôn cô chú. Giá của nó là 350.000. Đây là mã số 1. Và cái mắt ngủ của nó đang sáng lên nè cô chú. Mã số 1 giá tiền là 350.000. Mã số 1. Và tiếp theo đây là mã số 2 của chú. Đây là mặt hoa của dẹt 5 cánh trắng hồng hồng, hàng của Đài. Hoa rất là to và thơm luôn cô chú. Giả hạt 5 cánh trắng hồng hồng, hàng Đài nha cô chú. Này, cái mầm đã phát triển rất là tốt luôn nữa. Và giá của giờ này là 250.000. Rễ của kia bắt đầu phúng ra nè. Phúng ra rất là tốt luôn. Và cái thân mẹ của nó đang lên kỳ nè cô chú. Và giá tiền của giò này là 250.000. Giá hạt 5 cánh trắng hồng hồng nè cô chú. Và để kích thước của cái giò Talinu nè cô chú. Mầm này đang được 15 xăng nè. Và cọng lớn này nó được khoảng gần 25 xăng cô chú. Đây là mã số 2, giá hạt 5 cánh trắng hồng hồng. Và giá tiền của nó là 250.000 nè cô chú. Mã số 2. Giá là 250.000. Trên đây là cây mặt hoa có dạt 5 cánh trắng hồng tím, hàng của Đài của chú. Và vườn chỉ có một chậu thôi là hết hàng rồi. Dạt 5 cánh trắng hồng tím của Đài. Và giá tiền của nó là 350.000 nha cô chú. Mã số 3. Ở đây nó đang lên mầm gốc là được khoảng cỡ 4 xăng nè cô chú. Mầm gốc được 4 xăng. Và cái thân lớn này dài được 40 xăng nha cô chú. Và đây là giờ mã số 3. Giá tiền của nó là 350.000 mã số 3 cô chú. Giá hạt 5 cánh trắng hồng tím mã số 3. Mã số 4 của chú. Đây là chậu giả hạt Di Linh Xuân. Nó được lai với cây chầm rồng đỏ của chú. Mặt hoa xấu số. Giả hạt Di Linh Xuân lai chầm rồng đỏ của chú. Rất là nhiều thân luôn. Ở góc đang lên mập quá trời rồi của chú. Cây rất là mập của chú. Và giá của giò này là 350.000. Thôi ghi cái hàng đi, con sẽ lọt chậu ra và con thay vào cái chậu nhỏ cho mình nhẹ cước một chút. Giá là 350.000 nha cô chú. Và đây là cây giả hạt Di Linh Xuân được lai với cây chầm rồng đỏ. Giá tiền là 350.000. Đây là giò mã số 4. Tiếp theo đây là mặt hoa của cây chầm 6319 của chú. Và đây là cây Superneto. Chầm bướm hồng lai. Và giá của nó là 250.000. Mã số 5 nha cô chú. Ở đây có 1, 2, 3, 4 mầm của chú. Và đang có kỳ đang lên nè. Đây thân đang lên kỳ nè. Và giá tiền của nó là 250.000. Đây là mã số 5 nha cô chú. Chậm 6319. Mặt hoa rất là đẹp luôn. Cái mặt con lên đó, lá mít luôn nè cô chú. Lá rất là dày và to luôn. Giá là 250.000 mã số 5. Tiếp theo là mã số 6 của chú. Đây là dòng 10512. Là hai dòng lan chớp lại với nhau cô chú. Chớp Mỹ nè. Hai dòng chớp Mỹ lại với nhau. Mã số của nó là 10512 nha cô chú. Và giá tiền của nó là 300.000. Kỳ được khoảng 10 xăng nè cô chú. Và nó có một cái thân dài đang lên kỳ nha cô chú. Đang sưng mắt nè. Và một cọng lớn đang đi ngọn rất là tốt luôn. Và cọng này nó dài được khoảng cỡ 35 xăng. Và giá tiền của nó là 300.000. Chấp Mỹ lai nha cô chú. Đây là giò mã số 6. Giá tiền là 300. Tiếp theo đây là mã số 482 nha cô chú. Đây là cây này không biết tên luôn, được lai với cây chấp Mỹ nè cô chú. Cái này là cây chậm nét to. Chậm nét to này được lai với cây chấp Mỹ của chú. Và đây là mã số 7. Chậm nét to lai chấp Mỹ nha cô chú. Hai mặt hoa lai với nhau. Mã số của nó là 483. Đen nét to lai với lại đen Ataraplat nè, là dạng chấp Mỹ của chú. Và giá của nó là 200.000 nha cô chú. Đây thân nó úp nút luôn nè cô chú. Cái mầm thôi hết nó nổi luôn, rất là đẹp. Đây, mầm con đang lên rất khỏe luôn.
đang có ba mầm đang lên rồi cô chú. Đó. Và đây là mã số số 7, giá của nó là 200 nghìn nha cô chú, mã số 7. Mà thân này của nó là dài được khoảng cỡ 10 cm. Mã số 7 giá tiền là 200 nghìn. Và cô chú nào muốn dạng cước nó con sẽ lọt cái chậu ra bỏ nha cô chú. Mã số 7 200. Và tiếp theo đây là mặt hoa của cây dạc 4N cô chú. Hoa đậm mà hoa rất là to luôn cô chú. Đây là giá hạt 4N hàng của Đài. Đây cô chú, nó có một số thân nè. Một số thân đã đứng ngọn và một cây một số mầm đang lên luôn cô chú. Chủ yếu mình về làm giống. Và giá của giò mã số 8 này là 250 nghìn nha cô chú. Rất là đẹp luôn. Mã số 8 nha cô chú, 250 nghìn. Mã thân này nó dài được khoảng cỡ gần 15 cm. Mã số 8 đang có rất nhiều mầm lên luôn cô chú. 250 nghìn. Gửi hàng đi tôi sẽ bỏ chậu ra cho nó nhẹ nha cô chú. Tại vì chậu đang trồng vào phim 18 rất là bự. 250 nghìn, đây là mã số 8. Tiếp theo đây là giá hàng Bitwise của chú. Và tên của nó thường gọi là Đại Bạch Long nữa cô chú. Đây là giá hàng Bitwise, hàng của Đài. Hoa rất là thơm luôn và hoa to của chú. Cái lưỡi nó màu vàng nè. Nó có hai con mắt màu vàng. Và có khi là có thân nó dài qua một mét mấy, 2 mét là chuyện bình thường nha cô chú. Và còn như có một giò này thôi là hết hàng rồi. Đây là mã số 9 nha cô chú. Nó đang có hai mầm. Cái mầm này chắc hôm trước con gặp xuống nên nó bị cong nè. Giờ mình về cô chú uống lên từ từ nó sẽ thẳng thân ra thôi. Và giá của nó là 400 nghìn. Đang có hai mầm. Và hai thân lớn đã đứng ngọn cô chú. Mình chờ một thời gian nữa hai thân lớn này sẽ tự thuộc lá và sẽ ra kỳ thôi. Vì thân này nó nhỏ quá nên không ra hoa nổi đâu. Và rễ phúng ra rất là tốt của chú. Và cây khỏe hay không là mình nhỡ mầm con nè. Hai mầm con đang rất là tốt luôn. Hai mầm này nó dài được khoảng 35 cm. Và cái thân lớn là được khoảng 60. Cộng ngắn nhất là khoảng được 50 cm nha cô chú. Và giá của giò mã số 9 này là 500 nghìn. Giá hàng Bitwise nha cô chú, 500 nghìn mã 9. Và đây là một hoa cây với hạt DH89 nha cô chú. Nằm cánh trái hồng đỏ do chụp không có nắng á, nên mặt hoa nó không được đẹp luôn cô chú. Đây là dây hạt Đài, nằm cánh trái hồng đỏ, mã số nó là DH89 nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp luôn, nằm cánh trái hồng đỏ. Và đây là mã số 10 của chú, giá tiền của nó là 900 nghìn. DH89 nha cô chú, nằm cánh trái hồng đỏ. Và cái mầm này rễ nó có đồng cũng rất là tốt luôn nè cô chú. Có 2-3 mầm, nó có 2 mầm. Nhưng mà mấy cái mầm này đã phúng rễ rất là tốt rồi nè. Đó. Và hai thân lớn đã đứng ngọn rồi chú. Hai thân này nó dài được khoảng một cộng là 30, cộng tiếp theo là khoảng 25 cm. Và hai mầm nó được khoảng 18 cm. Rất là mập luôn rồi chú. Cây rất là khỏe đẹp. Giá của giò mã số 10 này là 900 nghìn nha cô chú, mã số 10. Đây là mã số 11 nha cô chú. Giá tiền của nó là 800 nghìn. Cái mầm lên rất là đỏ luôn rồi cô chú. Mã số 11 giá tiền là 800. Một mầm. Và đây có một thân lớn này đã đứng ngọt và đang bắt đầu tuột lá cô chú. Và giá của giờ này là 800 nghìn. Đây là mã số 11. Đang tuột lá nha cô chú. Đã đứng ngọt rồi. Đây là mã số 11 giá tiền là 800 nghìn. DH89 nha cô chú. Mã 11. Thân này nó dài được 70 cm nha cô chú. Mã số 11. Giá tiền của nó là 800 nghìn. Giá hạt 5 cánh trắng hồng đỏ nha cô chú. 800 nghìn mã số 11. Tiếp theo cũng là DH89 luôn cô chú. Rễ nó bắt đầu phúng ra nè. 5 cánh trắng hồng đỏ luôn. Đang có một mầm. Và một thân lớn này nó đã đứng ngọn rồi cô chú. Đây. Cái mầm đang phát triển rất là tốt và rễ ra rất là nhiều rễ ra luôn. Đây, rễ đang phúng ra nè. Cộng là gần 50 cm. Và cái mầm này được khoảng 15 cm nha cô chú. Và giá tiền của nó là 700 nghìn. Đây là giò mã số 12. Và đây là giò DH89 mã số 13 nha cô chú. Và giá của nó là 500. Mã 13. Mã số 13 nha cô chú, đang có một mầm nè. Con này con trồng vào cái
chậu này nè, chú dèo chú thay chậu lên. Và cái này trên cái thân mẹ của nó đang có kỳ nè cô chú, rễ là xanh mướt luôn. Và có một số mắt đang sưng của chú, chắc là sẽ chuẩn bị lên kỳ nữa đó. Đây, nhìn cái rễ kỳ này phúng ra cũng rất là đã nè cô chú. Và mã số 14 đây là mặt hoa cây tan ly đỏ của chú. Và cái này nó sẽ được gieo hạt. Cái mặt đây là mặt hoa mẹ của nó nè cô chú. Tan ly lửa đỏ gieo hạt, đây là mặt hoa mẹ của nó. Mã số 14 nha cô chú. Kia đang có hai mầm nè cô chú. Và giá tiền của nó là 400.000 nha cô chú. Tan ly lửa đỏ. Giá tiền là 400.000 mã số 14. Và cái mầm lớn nhất của nó là được khoảng đang ở khoảng 7 xăng của chú. Giá tiền là 400.000. Tali lưỡi đỏ, hàng giao hạt, giá tiền là 400.000 nha cô chú. Mã số 14.